Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Cozy của mình. Hôm nay của mình có bức tranh hình trái tim. Cuốn sách này quả của mình sẽ tô bức tranh này như thế nào? Ông tim mình sẽ tô là màu nâu. Cái outfit này thì sẽ tô màu đen. Đẹp đi mình sẽ tô màu đỏ. Thank you.
Và vừa rồi mình đã hoàn thành 60 kênh. Cảm ơn mọi người đã xem hết kênh tôi dành của mình. Hẹn mọi người vào những video tôi dành tiếp theo của mình nhé.